các bạn, nên mình sẽ giới thiệu máy quét Honeywell 1900GHD. Khi mình kết nối USB vào, mình quét, máy này có thể quét được mã vạch là 2D và 1D. Đây là mã vạch 2D. Chuyển qua mã 1D. Vậy là xong. Cảm ơn các bạn đã xem video.